doing our evangelism. Ngợi khen Chúa, bây giờ chúng ta sẽ làm cái phần truyền giáo của chúng ta. So this is the simple prayer. We did talk about it once before, but now in your language, this is a simple prayer. Và đây là cái lời cầu nguyện của người tiếp nhận Chúa. Đây là một lời cầu nguyện rất đơn sơ. Deals with sin. Đề cập đến tội lỗi. Dear Jesus. Lạy Chúa Giêsu. I understand I am a sinner. Con biết rằng con là một tội nhân. But also I know you died for my sin. Nhưng con cũng biết rằng Ngài đã chết vì tội của con. Therefore I ask you to forgive my sin. Vì vậy con xin Ngài tha thứ tội lỗi của con. Thank you for forgiving me. Cảm ơn Ngài đã tha thứ tội lỗi cho con. I give my life to you. Con dâng đời sống con cho Ngài. Amen. Amen. So simple prayer. Nên một lời cầu nguyện đơn sơ. Praise the Lord. And then yesterday we saw this conversation. Rồi ngày hôm qua chúng ta nhìn thấy cái lời trò chuyện này. Relate. Là trước nhất là tương tác. Hello. Chúng ta nói chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Yeah. Create. Rồi chúng ta bắt đầu sáng tạo. What do you believe? Anh chị tin gì? Convict. Là nói về cái điều xác tín của mình. Do you believe you'll go to heaven? Anh chị có tin rằng mình sẽ đi thiên đàng không? Reveal. Sau đó là sự bày tỏ. Can I show you how the Bible teaches us we can know that we're going to go to heaven? Tôi có thể chỉ cho anh biết là mình có thể biết chắc được mình có đi thiên đàng hay không? So you have all these things now in your language, and we are learning this by heart. Nên chúng ta đã có mọi cái phần này ở trong ngôn ngữ của mình rồi, và bây giờ chúng ta học thuộc lòng. Romans Road. Con đường Roma. We are learning this by heart. Chúng ta học những câu này thuộc lòng cả. And then a 1 minute testimony. Rồi sau đó là cái lời chứng một phút. Before I met Christ, trước khi tôi gặp Đấng Christ, I had a need. Tôi có một nhu cầu. Through some circumstance, I was introduced to Jesus Christ. Rồi qua một số hoàn cảnh nào đó, tôi đã được giới thiệu đến với Đấng Christ. Now I know my sin is forgiven. Và bây giờ tôi biết tội lỗi của tôi đã được tha. I have eternal life. Bây giờ tôi có sự sống đời đời. And my need is met. Và nhu cầu của tôi đã được đáp ứng. So today we're just going to have one session. Nên ngày hôm nay chúng ta có một phần bài thôi. And yesterday you were very, very good. Và ngày hôm qua anh chị em đã làm rất tốt, rất tốt. You were having this discussion. Anh chị em đã có cái sự gặp gỡ, trò chuyện với nhau. It was a cold situation, a person you have not met before. Đó là một trường hợp là xa lạ. Anh chị em gặp một người mình chưa hề gặp trước đây. And you just felt how easy it was just to ask these questions. Và các bạn đã thấy rất dễ dàng để hỏi những câu hỏi này. You are very, very good. Và các anh chị em đã làm rất tốt, rất tốt. And so today we're going to do this again. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ làm lại điều này một lần nữa. But we are going to then take them through the Romans Road. Nhưng chúng ta sẽ dẫn đưa họ đi qua con đường Roma. And we're going to pray with them. Rồi chúng ta sẽ cầu nguyện với họ. And lead them to Christ. Và dẫn dắt họ đến với Đấng Christ. And so this again we will make it a cold call, that someone you have not met before. Và ở đây chúng ta sẽ nói đây là một sự gặp gỡ với người xa lạ. Chúng ta chưa hề gặp họ trước đây. And so we're just practicing this conversation. Và chúng ta thực hành cái sự nói chuyện, trao đổi này. No resistance, it will be a good heart. Không có sự, nếu chúng ta thấy họ không có chống lại điều gì, thì đó là một tấm lòng tốt. This will be a good heart. Đó là một cái tấm lòng tốt. So there's no resistance to the word. Không có chống cự lại với lời Chúa. This is a person whose heart desires to know about God. Và đây là một con người mà tấm lòng của họ là khao khát biết về Chúa. Next week we will look at someone who is resisting us. Tuần sau chúng ta sẽ
xem đến cái trường hợp mà có người có tấm lòng chống cự lại với lời Chúa. But for now, I just want us to feel how simple it is to have this conversation, take them through the Romans road, and then pray with them and lead them to Christ. Nhưng mà trong trường hợp này là một người có tấm lòng mở ra với lời Chúa, chúng ta dẫn dắt họ đi qua con đường Roma và hướng dẫn họ cái lời cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Amen. Amen. So it would be like I am meeting Esther, but if I was a man, I shouldn't be talking to a woman. But we'll pretend. You can pretend either I am a woman or she is a man. Yeah. Và bây giờ tôi giả sử tôi gặp gỡ cô Thảo đây và thường người nam người nữ không nói chuyện, nhưng mà bây giờ giả sử tôi là nữ hoặc cô ấy là nam. You decide. Tùy các bạn muốn quyết định sao cũng được. So, God bless you. How are you? À, Chúa ban phước cho anh. À, như thế nào tôi là nam. My name is Russell. Tôi là ông Tom. I'm a Christian. Yeah. I just wanted to you have a little time for me to talk to you. Yeah. Ông chỉ có giờ nào không? Cô có giờ anh có giờ nào không? Tôi muốn nói chuyện với anh. So I'm a Christian. Yeah. Tôi là Cơ Đốc nhân. What do you believe? Tôi tin không có gì cả. I don't believe in anything. Oh, okay. So when you die, will you go to heaven? Vậy khi anh chết, anh có will you go to heaven? Anh có đi thiên đàng không? Tôi cũng chưa chắc, chưa biết. I don't know. Listen, could I share with you how the Bible teaches us? Would you be completely clear that we will go to heaven? Yeah, anh nghe này, tôi có thể có vài phút để chia sẻ với anh về việc về chúng ta có thể đi thiên đàng. Anh có được phút vài phút không? Yes, I have. Can I show you that? Yeah. Okay. Anh có thể chỉ dẫn cho tôi. So I am witnessing, so I will have a Bible with me. Nên tôi đi làm chứng, cho nên tôi sẽ có quyển kinh thánh với tôi. So you see, the Bible said like this, that everyone is a sinner. Yeah, anh có thấy không? Kinh thánh nói rằng mọi người đều là tội nhân hết. Me and you. Cả anh với tôi. And then over here, the wages of sin is death. Và bên này thì nói là tiền công của tội lỗi là sự chết. Yeah. This is why we seem to have trouble finding God. Yeah. Và đó là cái lý do tại sao chúng ta thấy rất gặp nan đề để mà tìm ra Đức Chúa Trời. But you see this part. Nhưng mà anh cũng thấy phần này đây nữa. Gift of God is eternal life through Jesus Christ. Nhưng món quà của Đức Chúa Trời ban cho con người là sự sống đời đời trong Chúa Giêsu Christ. So through Jesus Christ we can have eternal life. Nên qua Chúa Giêsu Christ chúng ta có thể có được sự sống đời đời. You can see here, the Bible says like this. Vì Kinh Thánh ở đây nói rằng that God loved us so much. Là vì Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta. Even while we were sinners. Để đang khi chúng ta còn là tội nhân thì Ngài đã ban Chúa Giêsu chết thay cho chúng ta. So he took our death himself. Nên Ngài đã gánh lấy sự chết của chúng ta nơi chính Ngài. Bây giờ chúng ta hãy xem vào chỗ này. If we will confess with our mouth the Lord Jesus. Và nếu miệng chúng ta xưng ra rằng Chúa Giêsu Christ là Chúa. And if we will believe in our heart that God raised him up from the dead. Và nếu lòng chúng ta tin và miệng chúng ta xưng rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại. We can be saved. Thì chúng ta sẽ được cứu. I know this is true. Tôi biết đây là điều có thật. Because it happened for me. Vì điều này đã xảy ra với tôi. When I decided to believe in the Lord Jesus. Khi tôi đã tin, quyết định tin nơi Chúa Giêsu. And I asked him to forgive me. Và tôi xin Ngài tha thứ tội cho tôi. Then God forgave me straight away. Thì Chúa tha thứ tôi ngay lập tức. And I knew that I had eternal life. Và tôi biết rằng tôi có sự sống đời đời. Would you like to pray? I can lead you in a simple prayer. Yeah, yeah. And you can invite Jesus to forgive you. Và anh có muốn cầu nguyện không? Tôi có thể hướng dẫn anh vào một cái lời cầu nguyện đơn sơ. And you can have eternal life. Và anh có thể kinh nghiệm sự sống đời đời mà Chúa ban cho. Would you like to do that? Vâng, yes, yeah. Okay. Let me lead you in a simple prayer. Để tôi sẽ dẫn dắt anh vào trong một sự cầu nguyện, lời cầu nguyện đơn sơ. Okay. Yeah. Okay. Dear Jesus. Chúa Giêsu thân mến. I now see that I am a sinner. Con bây giờ đã nhận thấy con là một tội nhân. But I know you died for my sin. Nhưng con cũng biết Ngài đã chết vì tội của con. Therefore, I ask you, Lord, to forgive me. Vì vậy, con xin Ngài hãy tha thứ tội lỗi cho con. Thank you, Lord, for forgiving me. Cảm ơn Ngài vì đã tha thứ cho con.
I give my life to you. Con xin dâng đời sống con cho Ngài. Amen. Amen. Is that good? Yeah. Praise the Lord. Okay. Thầy dễ chịu không? Vâng, rất rồi. Amen. Yeah. So we'll meet again. I'll take your contact. Yeah, tôi xin lấy cái điện thoại để mà liên hệ. Chúng ta sẽ gặp gỡ lại nhau. And I will get in touch with you. Is that okay? Yeah. Yeah. Tôi sẽ gặp lại anh được không? Okay. Yeah. Okay. Yeah. God bless you. Yeah. Xin Chúa ban phước cho anh. Praise the Lord. Amen. Okay. So simple discussion. Nên một sự thảo luận rất là đơn sơ. You can put your own words into different parts. Chúng ta có thể đặt lời chúng ta trong từng phần khác nhau. But don't take away from the structure. Nhưng mà đừng có đi ra khỏi cái cấu trúc chúng ta đã có. Amen. Amen. And then we lead the people up the hill. Và chúng ta dẫn người ta đi lên đồi. We invite them to pray. Chúng ta mời họ cầu nguyện. Their hearts are good. Tấm lòng họ đã mở rồi. Họ muốn cầu nguyện. We lead them to Christ. Chúng ta dẫn dắt họ and vào. Then don't forget to take some contact. Và chúng ta đừng quên ghi lại cái số điện thoại liên lạc. So you can keep in touch. Để chúng ta có thể giữ liên lạc. So, okay, we're going to practice this simple conversation. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành cái sự trò chuyện rất đơn giản này. And then we will have some demonstrations here. Rồi chúng ta sẽ có người lên đây để minh họa. So, two by two. Hai người từng hai người một. Have this discussion, one side and then the other side. Một người hai đóng hai vai như vậy, một người tin Chúa, một người chưa tin đó. Lead each other to Christ. Dẫn dắt hướng dẫn nhau để đến với Đấng Christ. And they will have some come and demonstrate for us. Rồi sẽ có những người lên đây và minh họa cho chúng ta. Okay. Go. Xin chúng ta.